Thì lúc đó là mẹ con kêu con đi ngủ, là ngủ trưa á, là tới 3:15 là con đi nấu cơm. Nấu cơm cái con nhìn qua bên bên này nè, là con thấy anh hai con treo cổ chết rồi. Nói tưởng đâu là nói chơi không, mà nói với trong xóm thì này nói là tôi về tôi treo cổ tôi chết, rồi tưởng đâu là nó nói chơi thôi. Nói trước đó nó nói vậy rồi. Đúng rồi, mà sao về treo thiệt luôn. Tỉnh tả xô vậy nghe không, tưởng tượng vậy như mình nói vậy như ai xô vậy trời ơi, giống như tâm linh đó chị, đứng giống mình vậy đó, đứng giống nãy vậy đó, nói chung là nó đứng gì là thẳng nha, gì mà mất rồi dây gân mà đâu phải là dây gì đâu. Đây đó hả, hai đứa nhỏ nè cả nhà, nhỏ xíu xíu ha, mẹ bỏ từ nhỏ rồi đó, nhưng mà giờ mẹ còn cha 4-5 năm rồi đó, bà cha cũng ra đi luôn rồi, giao thông đâu vậy, ta kêu đi chụp city này kêu đi chụp mà không có tiền đi á, nó dở nên té xe hôm bữa. Hôm bữa bị té hả, đi chung xe. Đi xe sao nó đụng mình. Sao nó ủi luôn, bây giờ nó cũng nghèo khổ không có cho mình gì hết trơn. Nghe nói anh đó cũng là năm ăn năm thua, rồi bên kia cũng nghèo nữa. Thùy Linh con có đi học không? Dạ có học lớp 7 mà con nghỉ rồi. Sao vậy? Không có tiền á. Nói cái cuộc sống hàng ngày của mình á, có khi mà đồ ăn cũng có phang kho quẹt là cái có không con, cái chuyện nó có không? Dạ có. Rồi tại sao mà không có mua cá mua thịt gì ăn mà ăn kho quẹt vậy? Tại cha con đi làm nó bị đau tay á, cho nên là ít tiền. Ồ, là không được nhiều tiền. Thôi á, là mình đi mình mò, mình đào dưới đất á. Trời ơi, cái nhà nhìn nè. Đào tới tay công hết rồi. Trời ơi, cái nhà. Đào xe tới công lắm. Dạ em xin chào cả nhà. Dạ thì tiếp tục video hôm nay thì em xin chia sẻ đến quý khán giả cũng như quý mạnh quân một cái hoàn cảnh của một em trai 33 tuổi, vợ bỏ đi buồn bã rồi tự treo mình giữa nhà và mất đi, bỏ lại hai đứa con còn rất là nhỏ. Bên cạnh đó thì cha mẹ cũng già yếu, hoàn cảnh gia đình thì đặc biệt khó khăn. Dạ thì như video trước thì anh em có đến và chia sẻ cũng như là trợ duyên từ mạnh thường quân giúp cho gia đình có tiền để phụ lo hậu sự cho em trai. Thì tiếp tục video này thì em cũng xin chia sẻ gặp trực tiếp đứa em gái, người phát hiện ra anh mình treo giữa nhà. Bên cạnh đó thì cũng gặp những người thân của gia đình để hỏi thêm về hoàn cảnh gia đình xem như thế nào nha cả nhà. Em mời cả nhà. Em gái rồi mà là phát hiện là cho gia đình hay. Rồi cha nó đi móc sen về đó, chạy về không kịp nữa. Gặp chắc móc sen rồi cũng ở xa hả chị hả? Có không có gần đây hả? Gì đó. Hồi tới Long Phú chạy về. Nhà đậu đó gì đó. Rồi chú mà nghe được chắc chú chạy về chắc chú cũng sợ lắm luôn. Ông té đó thấy không? Chân ổng còn chạy còn gì thì lưa đó. Còn nhất là giờ hai đứa nhỏ không biết như thế nào luôn. Chú thì còn mẹ thì không có, giờ cha thì còn cha thì cũng đỡ đi. Vậy cha nó ở nhà giữ hai đứa nó vậy đó. Cơm nước gì. Rồi bây giờ cha nó mất tiền. Đó ông bà đi đào sen á, với ông bà thì đi rửa. Ông thì á thì đào vậy đó. Đào rồi bà kéo lại bà rửa vậy đó. Rồi bà cũng đem cháu qua đi theo. Đi rồi sao té xe á. Người ta tông. Cháu cũng bị chạy nữa. Rồi đâu anh ta đâu có cho tiền cái gì đâu. Người ta nói bây giờ là lo tự lo đi. Có gì thì người ta lo cho con ta rồi mới ta gửi tiền cho chút đỉnh vậy đó. Chị ở gần đây hả? Ở ruộng á. Ở ruộng trong ruộng. Ở chung ruộng. Ở nhà trong ruộng. Em là em ruộng của chị Tú. Dạ. Em ruộng của chị Tú. Chị Tú mà chị là người liên hệ qua bên anh em á. Em là người liên hệ, em đi nhờ của bà. Tại vì hỏi em bị mắc. Chị là người liên hệ qua anh em. Điện cho anh Thắng đó. Nhưng mà lấy cái Zalo là của chị Hai. Chị không có điện thoại luôn. Có, con nhỏ đó nó không cho chơi. Lấy cầm lên là nó giục lại, nó giục rồi đó, bây giờ mát lại. Bé nhỏ nó không cho chơi hả? Nó không cho chơi. Của nó không cho. Rồi lấy của chị Hai đó. Chị nói là anh Vũ là thấy người ta có đôi có cặp, cũng như là đi có đôi có cặp vậy đó, cái anh buồn tuổi. Buồn tuổi cái hồi nhậu một bắn ở đó đó, bên đó đó. Rồi người ta có cặp gì đó, anh ta ngồi người ta uống, người ta câu cổ nhau vậy đó. Thấy. Rồi ông thấy không? Ổng ngồi ở đó luôn mà ổng nhìn nè.
ngồi coi cha vậy đó. Thấy người ta đi có đâu có cặp cái đồ tuổi thân. Ngồi uống. Ngồi trong ngồi mâm trong, luôn. Ừ. À. Rồi ổng coi người ta. Ngồi ăn uống chung rồi thấy như vậy rồi buồn. À, về nhà nó ơi kiểu này tao về nhà tao tự giận. Nói gì? Về chết luôn. Treo cổ luôn. Nó chơi. Tiểu nó chơi nó nghe. À. Có 15 phút đấy. Là đi. Trời ơi. Rồi. Ngồi đang ngồi ăn uống rồi thấy người ta có đôi cặp nói gì nói chơi cái rồi về. Coi người ta muốn chảy nước miếng luôn á. Chắc cũng buồn trong bụng nhiều về vợ á. Từ khi vợ bỏ là buồn nhiều lắm rồi. Nên nhìn thấy người ta như vậy á, để thì ở đâu. Nghĩ quẩn. Thêm hai đứa con á ăn gì cũng. Dạ. Làm ngày được 200-300 ngàn. Đủ ăn. Rồi bảo mượn tiền tháng tiền con ta. Cháu. Đó bà nội là không có tiền cho mấy đứa đi học nữa. Ừ. Cứ lên. Mượn tiền góp tiền tháng ta không đó. Con gái út hình như nghỉ học. Nghỉ học rồi. Nghỉ luôn. Ừ. Có khả năng đâu. Ừ. Gái út đòi đi làm mà đâu đi làm được hả chị? Còn nhỏ mà mới có 13 tuổi, 2 tuổi rồi. Khi em Vũ nào mất á chị có lại thấy không? Có thấy không? Nhìn thấy không? Thấy vui vui. Okay. Thấy đứng luôn. Thấy đứng luôn. Chết đứng chị, luôn. Chị... Chỗ đó phải không? À. Đứng vậy luôn nè. Dạ. Khớp vậy nè. Mình nó thẳng vậy luôn á. Úp mặt vô vách ra chị. Úp mặt vô vách luôn á. Trời ơi. Ủa sao kỳ ta? Cột dây mà còn úp mặt vô vách ha. Không biết này chắc là người ta xô vậy. Nghe không? Tưởng tượng vậy như mình nói vậy như ai xô vậy. Trời ơi, giống như tâm linh đó chị. Đứng giống mình vậy đó, đứng giống nãy vậy đó. Nói chung là à, đứng gì đó. Gì mà mất. Ừ, rồi dây gân mà đâu phải là dây gì đâu. Như gân hay gì? Cái dây kiến á. Cái dây kiến á. Kiến mình hả chị? Ừ. Cái dây đó thì sao mà nó chịu nổi sức nặng của người ta ta. Không hiểu. Dây lông á chị. Chân có một bên dưới nhà bên vậy mà. Hôm qua có điện thoại sao đâu. Cột dây đi vô là mềm chân rồi. Không ăn cho vô nữa. Không ăn cho vô nữa. Mà chị dẫn vô chị thấy xong rồi con em cho vô. Ừ, thì con ăn nghỉ ra đó. Lúc mà nghe nói nó tự giận lại chạy từ ruộng lên lại công an kêu lại. Dạ. Chị chạy từ ruộng lên luôn. Chạy lên luôn. Rồi lên thấy chạy vô luôn. Chạy vô là thấy nó đứng vậy đó. Đứng tưởng nó đái không. Ừ. Vậy đó. Lúc chị lợi là còn ở trên cong dây mà chưa tháo xuống. Ôi dồi, tới em muốn kiều luôn kìa. Mấy để xuống đó. Chị thấy gì sợ vậy? Ừ. Rồi bắt ba nó đó. Nó còn nhắm, nó còn mở mắt mà. Mở mắt? Còn mở mắt. Đem để nhỏ xuống mà đâu có nhìn đâu. Lấy mền đó, chùm lên mà mắt nhỏ còn mở mà. Yeah. Rồi chồng em nó thấy vậy, nó mở ra nó thấy đó. Nó kêu kìa đi vô mà. Vuốt á. À vuốt. Rồi bắt ba vuốt 3 lần mới nhắm. À. Vuốt mấy lần anh mới chịu nhắm? 3 lần. Dạ. Nghe cha em nói 3 lần vậy đó. Giống như có cái gì xui khiến ha, xui khiến. Đó đó chồng em không thấy đó rồi ổng kêu đó. Xui khiến. Thật sự. Đang ngồi ăn uống gì đó mà vô cái là nổi mất là mất. Mất luôn. Ngay cái giờ đó, bây giờ lên nổi cái là. Lần rồi là cái thứ mà chị là có lần liền lần trước bị rồi. Thôi nha. Nhà chú cũng ổng thấy. Lần này đâu có ai thấy. Là bà bị xe tông vậy đó bà hả, bà uống thuốc rồi bà ngủ rồi bà đâu có biết gì đâu. Rồi mấy người ta làm hộ, người nghe nó đá vách á. Đùng đùng luôn mà tao không dám vô. Rồi lúc đó chắc bị ngạt á, ngạt là dậy. Ờ chắc lúc này muốn đứt hơi. Rồi dậy, muốn đứt hơi đó con. Mẹ muốn quay video. Vừa ảnh khổ lắm. Ông xã chị đó hả? Quay video. Ông xã nhân kia hả? Ông mới đưa đám tang con Vũ mà 3 tuổi rồi cả nhà. Dán đâu có giống mà. Con gái thì thấy trước kia rồi mới thông báo rồi. Ờ bả đang ngủ đó. Rồi nó kêu đó. Dạ. Nó kêu nó. Mẹ ơi anh hai tự tử rồi. Treo cổ rồi. Nó lên đi. Vậy là em gái là người phát hiện nhìn thấy đầu tiên. Nó đi lên đi xuống đó. Ồ. Nó nói mẹ anh hai á treo cổ rồi kìa, mấy bà từ ở trong nhà trước này nè đi vô tình huống. Rồi lúc đó mẹ còn ngủ. Thì bà thấy cái là điếng người luôn. Bà mềm tay mềm chân luôn á.
sự khi mà thấy con mình mà như vậy thì ai mà chịu nổi. Ừ, chị qua chị thấy cho chị cũng hết hồn. Ông đứng hình luôn, ông chạy đợi từ móc sen lại đâm mình mãi sình không đó đứng hình luôn. Đứng chân vậy đâu có biết gì nữa. Sao mà lại nghĩ như vậy? Giờ thì nói chung em là khỏe rồi, em khỏe rồi mà tội cái người ở lại á. Đang buồn. Rồi lo. Em lỡ nó nhóc nữa. Nó mượn tiền nó như vậy, nó mượn tiền. Rồi xuống nha, rồi xuống. Dạ, ốc hang coi em. Nó mượn tiền ta vậy đó. Bây giờ không có tiền trả người ta, nó lấy người ta lấy xe đó đi. Lấy xe của nhỏ nữa. Dạ. Có mấy trăm ngàn à, mà lấy xe nhỏ ra luôn đó. Một phần chắc anh buồn, rồi một phần khi anh bế tắc nữa. Bế tắc trong cuộc sống á. Đúng rồi, không có tiền đó. Mà nghĩ cái rồi không có chia sẻ cùng ai được. Có vợ thì có thể là hai người nói nhau được. Hồi này có một mình à. Cái ổng à. Ừ. Còn xương với già. Người chú thì cứ tối ngày đi làm, đâu có ai tâm sự đâu. Có ngày nào mà ở nhà biết đâu, ngày chủ nhật. À, làm xuống hả? Ngày chủ nhật đâu. Coi kìa, coi tại chân ổng nè. Bữa ai với chú bác, cô cháu gì đó. Cũng nghèo mà đâu có ai giàu đâu. Mình thấy cậu có thấy chú vậy có tiền thì cho 100 ngàn 50 vậy đó. Dạ, cũng nói, cho phần nào thôi. Đi vô em vô vậy em thấy mấy ông cháu làm cá biển nó có con à. Rồi nó mời ăn vậy sao đủ. Dạ ăn vậy cho chú mình 100 ngàn. Cho ổng nó mua đồ ăn cho mấy nó ăn đi. Chứ mình cũng đâu có tiền đâu, đâu làm gì đâu. Cho thì cũng đó, có cần mà thấy chịu không nổi. Rồi mình nó đi ngang vậy nó nói bà Nhi tôi xin 30 20 thôi. Cũng cho em mình vậy. Chứ đâu có nhiều đâu. 20 30 thì có. Thầy cả nhà. Thầy chú chào con nha. Chào con. Con tên gì? Con tên chị Thị Hồng Linh. Con tên Linh. Thì hôm nay mấy chú đến để chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình của mình á. Thì chú nghe nói con là giống như người phát hiện ra anh của mình. Dạ. Là treo trên cọng dây. Là hôm đó là ngày nào cũng là sự việc ra sao con? Thì lúc đó là mẹ con kêu con đi ngủ là ngủ trưa á. Là tới 3:15 là con đi nấu cơm. Nấu cơm cái con nhìn qua bên này nè. Là con thấy anh hai con treo cột chết rồi. Trời ơi. Rồi trước đó con có gặp anh hai con đi ra đi vô không? Có, mà anh hai con về á. Cái thay con nằm giỏng đây nè, mà giỏng đi ra ngoài rồi. Trời ơi. Bé gái này là người cũng nhìn thấy. Thấy anh rồi là treo trên cọng dây. Dạ. Rồi con la lên hay sao? Dạ con không có la, nhưng mà con đi nói với mẹ con á. Lúc đó mẹ ở đâu? Mẹ con nằm ngoài giọng với con á. Trời. Có người thân ở nhà mà sao con không hay? Tại con ngủ trưa, tại thường là con hay ngủ trưa. Lúc đó bà con ở đâu? Lúc bà con đi làm rồi, đọc sen. Bà đi làm. Rồi chú á, chú đi làm. Ở nhà là con có hay nói chuyện với anh Vũ không? Dạ ít nói. Ít nói hả? Dạ. Thấy anh có buồn có gì không? Dạ có buồn. Buồn. Con có biết sao anh buồn không? Anh Vũ á, có chuyện gì mà anh buồn không? Tại vợ bỏ. Chính ra vợ bỏ là mấy năm rồi đúng không con? Dạ. Mấy năm rồi. Mà thấy buồn hoài vậy đó hả? Trời ơi. Thì Linh con có đi học không? Dạ có học lớp 7 mà con nghỉ rồi. Sao vậy? Sao không có rồi? Tiền á. Trời ơi, cha mẹ không có tiền. Dạ. Bây giờ con làm ở nhà, con làm phụ gia đình hay sao làm gì? Con ở nhà con dưỡng em á. Trời. Tưởng là bé là tuổi này là còn đi học. Bây giờ là nghỉ học rồi, cho gia đình là khó khăn. Cả nhà tội nghiệp cả nhà. Con muốn học không? Dạ. Con có muốn học không? Dạ không, con muốn đi làm rồi. Muốn đi làm hả? Nhưng mà tuổi con còn nhỏ mà sao đi làm được? Như bé cũng muốn đi làm, giống như đi làm kiếm tiền để phụ cha mẹ phải không? Dạ. Ở nhà chắc túng thiếu dữ lắm. Hàng ngày là cha mẹ lúc còn khỏe đi làm gì con? Đi làm gì? Ba con đạp xe, cái bữa mà bị tai nạn mẹ con ở nhà thì mẹ con ở nhà ngồi kia thôi, làm giọng không à? Mẹ từ khi mà bị tai nạn thì ở nhà, dạ. Có mình qua đi làm thôi. Dạ. Ở đi làm xe đó là làm sao ta? Công việc đó sao làm sao? Con cũng không biết. Lội xuống nước hả? Lội xuống nước. Dạ. Hái sen. Móc sen á. Móc sen luôn. Đến giờ công việc cũng vất vả. Con ở nhà chăm em rồi dạ. Lo việc nhà. Dạ. Giờ phải chăm thêm hai đứa cháu nữa. Thì hai đứa cháu đó, ở nhà hai đứa cháu. Nhà này là có con, hai đứa bé, hai đứa con của anh Vũ.
Dạ. Cha mẹ rồi ai dạ. nữa? Với chị anh hai, con anh hai cũng mất rồi. Rồi có anh hai nữa, anh hai mất rồi. Sao? Con có cái gì buồn hả? Cái khó khăn con gặp cái khó khăn gì nhờ? Con chia sẻ với chú đi. Dạ, không có đâu, tại con buồn như thế con ơi. Con bữa nay là ở gần gũi với con rồi. Hằng ngày ra vô gặp. Dạ, cái chị. Vợ của đây đâu có hình vợ luôn đó hả? Nè, vợ đó nè, con nó nhỏ, con nhỏ nhỏ nè. Người ở nhà. Vợ đây nè. Đây, ở nhà. Rồi, Vũ đây. Đó là mới có một đứa con đó chị. Đứa con nhau này, đứa này thì nó dạ. Dạ, còn tháng là trẻ cả nhà. Thì còn là cái tấm ảnh thương vợ đi tính là lâu vậy mà còn thương. Còn việc bé này nó cũng nghỉ học rồi ha. Đúng rồi, nghỉ học nó coi hai đứa này dắt bé học gì đó, học lớp 7. Dạ. Phải đưa em đi học cái này. Dạ. Để con cả nhà. Con của anh Vũ 33 tuổi. Xuất sắc. Rồi nghiệp cả nhà. Còn là ở đây hả con? Cái chỗ này hả con? Con thấy chỗ này hả? Dạ. Con đứng ở đâu con thấy? Con đứng ở ngoài cửa. Ngoài này? Dạ. Nhìn vô thấy? Dạ. Con có mấy anh em lận? Có hai thôi. Có con với anh Vũ thôi? Dạ. Rồi có hai anh em hả? Mà anh mất. Mà anh mất như vậy. Đau lòng. Bao nhiêu tuổi? Anh con hả? Con 10... Con 14. 14 tuổi. Anh thì 33. Là thành lâu rồi. Rất là lâu mới có bé gái nè. Chú nghe mấy chị nói á, cái cuộc sống hàng ngày của mình á, có khi mà đồ ăn cũng có phải ăn kho quẹt là cái có không con? Cái chuyện có không? Dạ có. Rồi tại sao mà không có mua cá mua thịt gì ăn mà ăn kho quẹt vậy? Tại cha con đi làm nó bị đau tay á, cho nên là ít tiền. Ồ, là không được nhiều tiền. Dạ. Nên mình không có đủ để mua này kia ha. Dạ. Rồi cái nhà. Mày nói mà không có tiền ăn kho quẹt nên là chị thấy thương rồi chị cho đồ ăn nữa. Nên bé cũng mong là mốt lớn nên đi làm á để phụ với cha mẹ. Không muốn đi học cũng muốn đi làm rồi. Làm cũng cỡ mấy năm nữa mới đi làm được á. Giống bây giờ là còn có mình con. Anh mất rồi. Có anh hai mà giờ anh hai mất rồi. Thôi bố bà thay mà anh hai là giữ hai đứa cháu rồi. Rồi rồi. Tối là con ngủ ở đâu? Tối thì con ngủ ở chỗ này là cái giường này nè. Trong khi anh là mất ngay chỗ này luôn cả nhà. Bên ngoài bên này nè. Lúc mà anh rồi mẹ treo cổ trên cọng dây á là không có nghe tiếng động hả con? Dạ. Con không có nghe, tại con nằm ở ngoài á. Mẹ có nghe không? Không. Không ai nghe hết. Dạ. Bên ngoài cả nhà. Có mấy chú làm hộ ở bên đây nè, nghe tiếng động và tưởng anh hai con quậy mẹ con á, cho nên là không có nói. Nghe, chắc nghe là tiếng vọng vô tường quá, vọng vô to phải không? Dạ. Lúc mà anh nghẹt á, anh nghẹt anh sẽ đạp. Ở nhà. Lúc đó có cái gì như gì ở đây con? Lúc đó lại có cái ghế dây rồi con. Có cái ghế nữa? Dạ. Ừ. Con nghĩ là chắc... Ra giò để trên ghế. Dạ. Một cái ghế, một con dây thôi. Ở đó biết anh ta ngọt á, thường thường anh ta có ngọt. Có cái mạng ở đây nè. Dạ. À có cái mạng ở đây luôn. Có, chú cắt bỏ. À mới cắt luôn ha chú ha. Rồi sao cái mạng luôn ha chú? Đúng. Ghế mấy dách á, ngọt á thì dịnh cái dách này mà trồi lên đường. À. Rồi lúc cái đợt trước là ở đâu chú? Cũng ở đây luôn. Đó sao nè. Đằng sau. À, đằng cái chỗ cái giường sao ha chú? À, ngay giường luôn. À. Chú thấy. Cắt dây chú là chữ. Dạ. Không có nên làm vậy của con. Ừ. Lúc đó con nhỏ đừng làm vậy nữa. Nếu mà bữa đó chú không ở nhà là lại có đó, chuyện nữa rồi. Thương quá cả nhà. Giờ là chú có tính ra là có mình anh Vũ với lại bé Linh thôi. Đúng rồi. Hai đứa con à, hai anh em mà bây giờ mất anh rồi. Đau lòng không? Thì tao đi. Con bé còn nhỏ hỏi không có tiền. Đúng, không có tiền đi. Tiền đóng nhà trường. Con qua đây là Linh, qua đây đứng nè. Đâu con coi lại, con coi lại cái tay của chú coi, móng tay á. Thôi rồi. Là mình đi mình mò, mình đào dưới đất á. Trời ơi, cả nhà nhìn nè.
đào tới tay công hết rồi. Trời ơi, cái nhà đào xe tới công nó công tay luôn nè, sưng hết rồi nè, đó phụ á, công việc là vất vả vất vả lắm, lội dưới nước rồi mình người ta chọn cái ruộng ờ à, với ruộng mình đào bươi đất bươi ngày mấy tấn đất. Trời ơi, ngày mấy tấn? Ờ tội gì mà bươi hoài luôn á, bươi lấy củ. Rồi cô thì đi theo rửa kéo rửa rồi kiếm cái đồng tiền ngày 100-200 ngàn thật sự cũng không có dễ dàng chút nào, không dễ ăn đâu. Ừ. Chứ mình nghèo à. Đợt trước là cô chú cũng đi làm xa, làm ở chỗ đất ờ, làm chỗ đất về được mấy chục triệu nè, cắt được thuốc này nè, làm được cái nền trước đây ngập hết, ngập nha. À, trời mưa là ngập tháng 8 tháng 9 ngập hết. Dạ. Sao là ngập hết. Còn giờ con thấy con cũ hết trơn rồi. Bên đó phải là, che là được luôn, gió là sụp hết. Cái để vô cái mùa mưa này là con nghĩ là giọt dữ lắm luôn á. Coi xu rồi che rồi cả hết. Không. Ngày trời mưa mà mình không có con lọt lại á. Hai bên là thì nhét hết luôn á. Giọt giọt hết. Giọt hết. Mà đây nhét cái áo nè. Hai bên nó tạt vô hết. Có nhét cái quần nữa kìa. Có luôn, vợ cái gì nó cũng nhét hết. Dạ, áo quần nó tạt vô. Tạt vô, hai bên tạt vô. Dạ. Thương quá, thật sự khi mà vô cái nhà biết được á. Đâu rồi, với người ta góp này chưa trả người ta. Mấy cái tiền nó lại lắm. Cô mua cái gì? Truyền hình, cái tủ lạnh nè. Cái tủ lạnh được, cái tủ lạnh với cái truyền hình. Mua góp người ta. Mua góp. Được chưa, có tiền trả người ta. Sợ bữa nào người ta lại, ta lấy hết đi. Ví dụ chú cô chú còn khỏe đi làm thì còn có tiền để đóng đóng, rồi tự nhiên cái gặp tai nạn bây giờ tay chân rồi như vậy rồi đâu có làm được liền đâu, đóng lại coi thăm gì hết. Làm sao tâm tới hả, nó sao đất nó để nó tông mình luôn. Chú xuống chạy chậm chậm. Dạ. Chú cũng đi đứng rồi được chạy sơ sơ thôi. Còn... lỡ hết luôn á. Dạ. Đi đào xem là bò. Trời cái bò. Này chú đi tiếp xúc dưới nước nó đâu có lạnh, không lạnh được. Mình ở dưới nước không? Này ở dưới ao. Nghèo phải đi làm á. Giờ cái gì nè. Còn thấy gì lạnh. Có cái vết thương gì đó có lạnh. Em trai. Em trai cô. Dạ. À. À, cô đi làm ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Con mới về đó. Trời ơi, con của cô mới bị tai nạn, tay dập vô bụng á, mới bớt đi 2 tháng đó. Trời cô cũng tốn tiền kiếm 20-30 triệu rồi. Trời ơi. Nó mổ bụng rồi nó giật ruột á. Trời trời. Rồi hoàn cảnh cô khổ, mới đem dâu cô á, đi đổ xăng đi thăm con nhỏ cháu về quẹo xe ra là bị giao thông bắt mới phát hiện. Nhà nó có 3 đứa con gái rồi. Thằng trai á, sanh 3 đứa con gái, vợ sanh 3 đứa con gái, không có thằng trai nào chứ. Có mình nên nó lao động rồi cô á. Cô cũng dám đi bường, đi làm tiếp trả nợ. Là làm ở trên kia ở nha. Thành phố. Hay tin cháu như vậy. Cháu vậy rồi. Chạy về. Mà tối nằm ở thành phố mà dám đi luôn kêu về đó. Đã kêu về giờ cô đứng không có vững nữa đó. Sao đứng là phải vững đó. Ai kêu chú? Cô yếu. Đó hô ai kêu nè. Ai kêu cô? Bà mẹ của cô á, giật cái giỏ. Bà giật cái giỏ á. Giật cái giỏ cô đau điếng luôn. Cái cô bóp hoài sao mà nó không hết tiếng dầu tha nữa. Cái cô mới điện về nhà kêu dâu á, con đi bước qua nhà ngoại con đứng nghe đây đó, mai mẹ về rồi ráng đi hỏi tiền bà chủ. Mới vừa đầu tháng là cô mần trả nợ người ta đâu có dư tiền đâu. Mẹ nghe cháu nghĩ rồi 5 giờ cô đâu có về kịp, ngày đợi tới sáng rồi cô mới về. Cô cứ bệnh ở đứng không có dựng, nó đứng là phải dựng. Dạ. Nó rung 2 giờ. Rồi nghèo ai cũng có hoàn cảnh hết cô ra nhà. 60 tuổi rồi. Dạ. Thương cô chú nè, đúng là cô chú đây. Ngày mai là mình đưa đến chùa hay sao chú? 7 giờ nữa. Đưa đến chùa, chùa gần đây hả? Chùa bên đây. Chùa Chùa Quất Cũ á. Chùa Chùa Quất Quất Cũ. Quất Cũ. Dạ. Ngày mai là tính ra để hôm qua, hôm nay ngày mai là đưa đi rồi đó nha. Khi mà anh em hay tin á thì cũng ở xa cũng cấp tốc đến cũng chia sẻ, cũng mong muốn là giúp được gia đình phần nào khó khăn trong lúc này á.
cô chú lớn tuổi, phải nuôi hai đứa cháu nhỏ. Khi hai bé, tội nhất là hai bé, mẹ bỏ, bây giờ cha cũng mất luôn nha. Tự thắt cho mình, thắt tự treo, treo đi đây nè cả nhà đó. Nghe cái sự việc nó quá đau lòng. Quá đau lòng. Anh suy nghĩ mà nông cạn mà tự giải thoát cho bản thân mình mà để ra hai đứa nhỏ thì chắc sáng đó thì nó mất mẹ con cháu nó bỏ bữa này nó thất khổ mà mấy kia nhỏ tưởng rồi nó chơi ai nói chú nó nói nha. Mình thấy tao đi thất khổ và mấy đứa kia tính là nó chơi chữ nó chơi chứ không ngờ vô nó thất âm thầm dạ đó không ai hay biết hết trơn á. Tức khắc là không cho đứa này vô mỗi bữa này đứa này à để cái giỏng nó nằm sát nữa nè, hai cho con nhỏ này bấm cho cha nó coi chứ. Mà tới bữa nó ngày qua là không cho con nhỏ này vô. Dạ. Giống như anh có suy nghĩ đó rồi. Nó buồn quá rồi có suy nghĩ đó rồi nên là biết mình sẽ làm như vậy. Mình sẽ làm như vậy. Nên là nói với mọi người trước luôn. Mình đều có nói trước luôn, mình đâu có nghĩ như vậy đâu. Đứa nhỏ xíu nha, thương quá. Nhà cửa. Mà chú cố gắng nha chú nha, cố gắng lên. Dạ, cố gắng lên phải. Ít nhiều cũng phải đi mặn để nuôi chúng ta ăn học. Dạ. Chú bây giờ là cũng lớn tuổi rồi nè. Năm mấy là 55 rồi. Còn đánh nặng mấy đứa cháu. Cái lúc mà anh có vợ rồi tới thôi đó là bao nhiêu năm đó chú? Như là nhỏ này là 6 tuổi, 7 tuổi rồi. Nó bỏ nhỏ này là như là 7 tháng. Bỏ 7 tháng. Sanh 7 tháng xong là bỏ đi á. Bỏ đi. À. Quá nhỏ luôn, quá nhỏ. Ủa là lúc mà là bé này 7 tháng rồi bé kia. Bé kia lớn hả? Bé kia lớn hơn. À. Bỏ hai đứa đi rồi không có về thăm gì vậy hết luôn đúng không? Thăm không gì. Bây giờ nghe nói lấy chồng luôn rồi. Trong khi chồng thì lúc nào cũng thương à, nghe nói là còn để đồ rồi. Để đồ của vợ lại nữa. Có quần áo vợ nó đói lắm tắt. Bộ hộp nó giận nó em ra ngoài nó đốt. Lúc trước là anh chị mà khi mà lấy nhau là sống ở đâu chú? Ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Ở đây luôn ha. Có tự cãi gì không mà chị bỏ đi không chú? Đó là ở đây rồi chú dẫn đi chỗ đốc đào sen rồi thì nó tập này tập kia nó tập nó đi theo rồi kia luôn rồi mình biết luôn biết và với chú dẫn về nhà dẫn con về chú dẫn đi bỏ con rồi dạ dẫn con dẫn cháu về dẫn cháu về hết cái lúc mà có con luôn á chú có luôn có hai con. Đứa lận dạ nó đi theo ra luôn. Mẹ mà lại bỏ, ví dụ bỏ chồng đi cũng nói đi nên lần nào là bỏ mấy đứa con của mình như vậy. Đúng rồi, hai vợ chồng có chuyện gì giận hờn với nhau rồi thôi với nhau rồi bỏ mấy đứa con không chứ phải nó tập thằng đó cứ lâu rồi mẹ tôi vũ là cũng biết rồi dạ. Thằng này có vụ vô chữ là vì cái chuyện đó tối à tối nó qua nằm như đó ở gần đây hả chú anh ở chỗ đốc rồi à, chú bị bắt ở chỗ luôn đó, nó nằm ở dưới đó luôn trời ơi chú thấy luôn trời ơi chú quấn lộn nó luôn á trời ơi trời thấy con dâu nằm với người khác đó luôn á chú tức quá chú quấn luôn quấn luôn dạ. Đó rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có về nói chung là bỏ tiệp luôn vậy thì đâu có còn đường nào nữa đâu để cứu vãn được rồi. Muốn đi rồi tội nhất là mấy đứa nhỏ còn nhỏ quá mà không có mẹ thiếu tình thương của mẹ bên cạnh đó thì giờ cha thì cũng không còn nữa nha thôi để anh em mình chắc đi ra ngoài thôi rồi chú nghỉ ngơi cũng như là giữ gìn sức khỏe nha dạ để chú trình cái mít lên cái khỏe hơn hộp tức chắc là bên ngoài thì cũng đang phía bên ngoài thì cũng có rất là nhiều ông bà cô chú anh chị cũng đến đây để chia buồn gia đình á
Còn chó ngủ không? Anh em cũng đến trễ cả nhà, giờ cũng tranh thủ để đi về. Dạ. Còn sức mạnh đó nó đi ra làm cột trụ lại giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Thôi con về nha chú nha. Rất là mong mà sau cái video này tụi con đăng tải thì ông bà cô chú thương giúp cho gia đình mình thêm nữa. Giúp cho hai đứa nhỏ nè, con của anh Vũ còn quá nhỏ luôn, rồi ông bà thì lớn tuổi không biết mai mốt như thế nào nữa, thì sao chăm sóc hai đứa nhỏ ở đây rất là đáng thương luôn cả nhà. Dạ. Nhậu uống gì hết, có 10 ngày dạ, không đi làm gì đó, có 10 ngày nó ngủ rồi. Dạ dạ. Bê bối giống ai. Rồi thôi cô chú nghỉ ngơi, chú con về. Dạ, con xin phép nha. Dạ. Dạ dạ, em chào chị, cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ dạ.